Bây giờ mình đi Costco mua đồ đem về Việt Nam, chuẩn bị về Việt Nam đây. Mình đã đậu xe bãi xe Costco. Two of them. Đây, đây chợ Costco. Chợ này là bán đủ thứ, nhiều lắm. Cái gì trong này cũng lớn, cũng bự hết á. Can you grab me a cart on the other side? Or over here. Guys, why did you wear those? I just want to trash it. Ready, go. Let's go. I want to put the trash in there. That's okay, don't touch it. Come on, someone was eating. Okay, let's go inside. Thấy đồ chơi là thế này, cái gì cũng muốn hết. Yeah, I did. Winston? Oh, yeah. Yeah. Ở đây lâu lâu người ta cho ăn thử nữa. Okay. Very delicious things. Ok, bye. Rồi, mọi người được một cái. Thank you. Rồi, bây giờ mình mua hai cái này. We're gonna buy two of them? Uh-huh. Mama? Yeah, put it in our cart. Rồi, mua được một cái này. Yeah. Rồi lại trở lại hàng này nữa. I also want this packet of it. Rồi, bây giờ trong này là người ta như một cái tủ lạnh lớn, thiệt lớn. Trong này để sữa, cream uống cà phê. Rồi, ủa, trứng đâu hết rồi. There are no eggs in here. Quầy để trả tiền luôn. Đây, con gái đã chọn được cái áo màu hồng. Quầy một người, mình đang chờ quầy này. Trời đã tối, mình đã trả tiền xong. Một cái bill dài. Hết tiền rồi. Mua nhiều quá hết tiền rồi. Rồi đây.